Này Tu Bồ Đề, lại có Đại Bồ Tát Đại Thừa, chính là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Bưu Ấn Tam Muội, Sư Tử Du Hí Tam Muội, Diệu Nguyệt Tam Muội, Nguyệt Tràng Tướng Tam Muội, Xuất Chư Pháp Tam Muội, Quán Đảnh Tam Muội, Tất Pháp Tánh Tam Muội, Tất Tràng Tướng Tam Muội, Kim Cang Tam Muội, Nhập Pháp Ấn Tam Muội, Tam Muội Vương An Lập Tam Muội, Phóng Quang Tam Muội, Lực Tấn Tam Muội, Cao Xuất Tam Muội, Tất Nhập Biện Tài Tam Muội, Thích Danh Tự Tam Muội, Quán Phương Tam Muội, Đà La Ni Ấn Tam Muội, Vô Cuống Tam Muội, Nhiếp Chư Pháp Hải Tam Muội, Biến Phú Hư Không Tam Muội, Kim Cang Luân Tam Muội, Bửu Đoạn Tam Muội, Năng Chiếu Tam Muội, Bất Cầu Tam Muội, Vô Trụ Tam Muội, Vô Tâm Tam Muội, Tịnh Đăng Tam Muội, Vô Biên Minh Tam Muội, Năng Tác Minh Tam Muội, Phổ Chiếu Minh Tam Muội, Kiên Tịnh Chư Tam Muội Tam Muội, Vô Cấu Minh Tam Muội, Hoan Hỷ Tam Muội, Điển Quang Tam Muội, Vô Tận Tam Muội, Hoài Đức Tam Muội, Ly Tận Tam Muội, Bất Động Tam Muội, Bất Thối Tam Muội, Nhiệt Đăng Tam Muội, Nguyệt Tịnh Tam Muội, Tịnh Minh Tam Muội, Năng Tác Minh Tam Muội, Tác Hành Tam Muội, Chi Tướng Tam Muội, Như Kim Cang Tam Muội, Tâm Trụ Tam Muội, Phổ Minh Tam Muội, An Lập Tam Muội, Bửu Tụ Tam Muội, Diệu Pháp Ấn Tam Muội, Phẩy, Pháp Đẳng Tam Muội, Đoạn Hỷ Tam Muội, Đáo Pháp Đảnh Tam Muội, Năng Tán Tam Muội, Phân Biệt Chư Pháp Cú Tam Muội, Tự Đẳng Tướng Tam Muội, Ly Tự Tam Muội, Đoạn Duyên Tam Muội, Bất Hoại Tam Muội, Vô Chủng Tướng Tam Muội, Vô Xứ Hành Tam Muội, Ly Mông Muội Tam Muội, Vô Khứ Tam Muội, Bất Biến Dị Tam Muội, Độ Duyên Tam Muội, Tập Trư Công Đức Tam Muội, Trụ Vô Tâm Tam Muội, Tịnh Diệu Hoa Tam Muội, Giác Ý Tam Muội, Vô Lượng Biện Tam Muội, Vô Đẳng Đẳng Tam Muội, Độ Chư Pháp Tam Muội, Phân Biệt Chư Pháp Tam Muội, Tán Nghi Tam Muội, Vô Xứ Tam Muội, Nhất Trang Nghiêm Tam Muội, Sanh Hành Tam Muội, Nhất Hành Tam Muội, Bất Nhất Hành Tam Muội, Diệu Hành Tam Muội, Đạt Nhất Thiết Hữu Để Tán Tam Tam Muội, Nhập Danh Ngữ Tam Muội, Ly Âm Thanh Tự Ngữ Tam Muội, Nhiên Cự Tam Muội, Tịnh Tướng Tam Muội, Phá Tướng Tam Muội, Nhất Thiết Chủng Diệu Thúc Tam Muội, Bất Hỷ Khổ Lạc Tam Muội, Vô Tận Tướng Tam Muội, Đà La Ni Tam Muội, Nhiếp Chư Tà Chánh Tướng Tam Muội, Diệt Tàng Ái Tam Muội, Nghịch Thuận Tam Muội, Tịnh Quang Tam Muội, Kiên Cố Tam Muội, Mãn Nguyệt Tịnh Quang Tam Muội, Đại Trang Nghiêm Tam Muội, Năng Chiếu Nhất Thiết Thế Tam Muội, Tam Muội Đẳng Tam Muội, Nhiếp Nhất Thiết Hữu Chánh Vô Chánh Tam Muội, Bất Lạc Nhất Thiết Trụ Sư Tam Muội, Như Trụ Định Tam Muội, Hoại Thân Suy Tam Muội, Hoại Ngữ Như Hư Không Tam Muội, Lý Trước Như Hư Không Bất Nhiễm Tam Muội. Thế nào gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội? Biết chỗ hành xứ của các tam muội, đây gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Thế nào gọi là Bửu Ấn Tam Muội? An trụ trong tam muội này thời có thể ấn các tam muội, đây gọi là Bửu Ấn Tam Muội. Thế nào gọi là Sư Tử Du Hí Tam Muội? An trụ trong tam muội này thời có thể du hí trong các tam muội như sư tử, đây gọi là Sư Tử Du Hí Tam Muội. Thế nào gọi là Diệu Nguyệt Tam Muội? An trụ trong tam muội này thời có thể soi sáng các tam muội như mặc nguyệt sáng, đây gọi là Diệu Nguyệt Tam Muội. Thế nào gọi là Nguyệt Tràng Tướng Tam Muội? An trụ trong tam muội này thời có thể nắm giữ tướng của các tam muội, đây gọi là Nguyệt Tràng Tướng Tam Muội. Thế nào gọi là Xuất Chư Pháp Tam Muội? An trụ trong tam muội này thời có thể xuất sanh các tam muội, đây gọi là Xuất Chư Pháp Tam Muội. Thế nào gọi là Quán Đảnh Tam Muội? An trụ trong tam muội này thời có thể xem thấy tột đảnh của các tam muội, đây gọi là Quán Đảnh Tam Muội. Thế nào gọi là Tất Pháp Tánh Tam Muội? An trụ trong tam muội này thời quyết định biết pháp tánh, đây gọi là Tất Pháp Tánh Tam Muội. Thế nào gọi là Tất Tràng Tướng Tam Muội? An trụ trong tam muội này thời có thể nắm giữ bảo tràng của các tam muội. Thế nào gọi là Kim Cang Tam Muội? An trụ trong tam muội này thời có thể phá các tam muội, đây gọi là Kim Cang Tam Muội. Thế nào gọi là Nhập Pháp Ấn Tam Muội? An trụ trong tam muội này thời nhập vào các pháp ấn, đây gọi là Nhập Pháp Ấn Tam Muội. Thế nào gọi là Tam Muội Vương An Lập Tam Muội? An trụ trong tam muội này thời an trụ vững vàng trong tất cả tam muội như đế vương, đây gọi là Tam Muội Vương An Lập Tam Muội. Thế nào gọi là Phóng Quang Tam Muội? An trụ trong tam muội này thời có thể phóng quang chiếu các tam muội, đây gọi là Phóng Quang Tam Muội.
Thế nào gọi là lực tấn tam muội? An trụ trong tam muội này thời có thể làm thế lực đối với các tam muội, đây gọi là lực tấn tam muội. Thế nào gọi là cao suất tam muội? An trụ trong tam muội này thời có thể tăng trưởng các tam muội, đây gọi là cao suất tam muội. Thế nào gọi là tất nhập biện tài tam muội? An trụ trong tam muội này thời có thể biện thuyết các tam muội, đây gọi là tất nhập biện tài tam muội. Thế nào gọi là thích danh tự tam muội? An trụ trong tam muội này thời có thể giải thích danh tự của các tam muội, đây gọi là thích danh tự tam muội. Thế nào gọi là quán phương tam muội? An trụ trong tam muội này thời có thể quán sát phương hướng các tam muội, đây gọi là quán phương tam muội. Thế nào gọi là đà la ni ấn tam muội? An trụ trong tam muội này thời có thể nắm giữ các tam muội ấn, đây gọi là đà la ni ấn tam muội. Thế nào gọi là vô cuống tam muội? An trụ trong tam muội này thời không khi dối đối với các tam muội, đây gọi là vô cuống tam muội. Thế nào gọi là nhiếp chư pháp hải tam muội? An trụ trong tam muội này thời có thể nhiếp lấy các tam muội như nước đại hải, đây gọi là nhiếp chư pháp hải tam muội. Thế nào gọi là biến phú hư không tam muội? An trụ trong tam muội này thời che trùm các tam muội như hư không, đây gọi là biến phú hư không tam muội. Thế nào gọi là kim cang luân tam muội? An trụ trong tam muội này thời có thể nắm giữ các tam muội phần, đây gọi là kim cang luân tam muội. Thế nào gọi là bửu đoạn tam muội? An trụ trong tam muội này thời có thể dứt trừ phiền não cấu của các tam muội, đây gọi là bửu đoạn tam muội. Thế nào gọi là năng chiếu tam muội? An trụ trong tam muội này thời có thể dùng quang minh chiếu rõ các tam muội, đây gọi he là năng chiếu tam muội. Thế nào gọi là bất cầu tam muội? An trụ trong tam muội này thời không có pháp để cầu, đây gọi là bất cầu tam muội. Thế nào gọi là vô trụ tam muội? An trụ trong tam muội này thời chẳng thấy tất cả pháp trụ, đây gọi là vô trụ tam muội. Thế nào gọi là vô tâm tam muội? An trụ trong tam muội này thời tâm và tâm sở chẳng hiện hành, đây gọi là vô tâm tam muội. Thế nào gọi là tịnh đăng tam muội? An trụ trong tam muội này thời đối với các tam muội chiếu sáng như đèn sáng, đây gọi là tịnh đăng tam muội. Thế nào gọi là vô biên minh tam muội? An trụ trong tam muội này thời làm ánh sáng vô biên cho các tam muội, đây gọi là vô biên minh tam muội. Thế nào gọi là năng tác minh tam muội? An trụ trong tam muội này thời liền có thể làm sáng cho các tam muội, đây gọi là năng tác minh tam muội. Thế nào gọi là phổ chiếu minh tam muội? An trụ trong tam muội này thời có thể chiếu các tam muội môn, đây gọi là phổ chiếu minh tam muội. Thế nào gọi là kiên tịnh chư tam muội tam muội? An trụ trong tam muội này thời có thể làm cho tướng của các tam muội bền chắc trong sạch, đây gọi là kiên tịnh chư tam muội tam muội. Thế nào gọi là vô cấu minh tam muội? An trụ trong tam muội này thời có thể trừ cấu nhơ của các tam muội, đây gọi là vô cấu minh tam muội. Thế nào gọi là hoan hỷ tam muội? An trụ trong tam muội này thời lãnh thọ sự hoan hỷ của các tam muội, đây gọi là hoan hỷ tam muội. Thế nào gọi là điển quang tam muội? An trụ trong tam muội này thời chiếu suốt các tam muội như điển quang, đây gọi là điển quan kiêu tam muội. Thế nào gọi là vô tận tam muội? An trụ trong tam muội này thời đối với các tam muội chẳng thấy cùng tận, đây gọi là vô tận tam muội. Thế nào gọi là oai đức tam muội? An trụ trong tam muội này thời có oai đức chiếu rõ đối với các tam muội, đây gọi là oai đức tam muội. Thế nào gọi là ly tận tam muội? An trụ trong tam muội này thời chẳng thấy các tam muội cùng tận, đây gọi là ly tận tam muội. Thế nào gọi là bất động tam muội? An trụ trong tam muội này thời làm cho các tam muội chẳng động, chẳng lay, đây gọi là bất động tam muội.